Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Không, em già chị thấy em cũng xứng với chị á. Trời, trời ơi, nhanh tay lên chị nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Dạ, em tên là Khánh. Khánh. Dạ. Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 20. Ngắt kỳ vậy. Em 20 7 tuổi. Dạ. Trời ơi, quá trẻ. Dạ, dạo này em bớt trẻ rồi chứ hồi trẻ em trẻ lắm. Hay. Ơi, giờ là em đang làm gì? Khánh đang làm gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Rồi, xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Gì vậy? Chị ngộ dữ vậy? Chào. Mời ngồi. Dạ, cảm ơn. Trời, anh này giống tôi cách đây mấy năm quá trời. Bạn tên là gì? Em tên Đình Quý anh. Đình Quý? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 32 tuổi. 32 tuổi, đang làm nghề gì Quý? Em nhân viên bán hàng của hãng xe Toyota. Này giỏi à. Thành ra là tôi nghĩ rằng là hôm nay bạn sẽ có nhiều cái thuận lợi trong cái việc thuyết phục cô gái bạn của bạn sắp tới. Thực ra thì thường thường thuyết phục khách hàng thì nó quen. Còn để yêu mà thuyết phục thì hơi khó. Em tự giới thiệu về bản thân mình luôn đi, về tính cách của em. Dạ, em thì em hay thích giỡn, em vui tính. Nhưng mà có em cũng lớn cho nên có những cái em suy nghĩ cũng thuộc lớn. Cho nên em cũng khó tìm người. Em ví dụ cụ thể cho chị. Dạ, ví dụ như quen người này mà sau này thế kia thế nọ chắc không quen được đâu, cho nên chắc thôi. Dạ, các em không quen. Có nghĩa là mới bắt đầu vô là mình đã lo nghĩ cái tương lai nó như thế nào rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay trước khi em đến cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, em nghĩ ngày hôm nay em sẽ được cái gì? Và mất cái gì? Dạ, mất cái gì thì em không biết, chứ là chắc em được cái nồi cơm điện. Cho nên chắc cũng được. Sâu xa lắm. Được cái nồi cơm điện có nghĩa là đã được bạn trai rồi mới được nồi cơm điện. Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu không có được bạn trai thì chỉ được chú gấu bông thôi. À. Tôi thấy rằng bạn bên kia hơi bị lanh đấy. Bạn thấy cảm nhận sao? Bạn bên đó cũng vui tính. Vui tính không? Dạ. Bạn thích mẫu người như vậy không? Cũng thích, em cũng vui tính. Em cũng vui tính. Nhưng mà quen rồi mới hay nói chuyện vui được, chứ còn bình thường mới gặp thì cũng ít nói. Ưu điểm của bạn? Nhiệt tình với bạn bè. Rồi còn gì nữa? Chắc có vậy thôi. Rồi khuyết điểm? Chắc cũng thỉnh thoảng cũng hay nhậu. Nhậu hay nói nhiều. Bạn trai của mình nhậu, em đồng ý không? Dạ được, không sao. Không sao phải không? Dạ. Sở thích của em là gì nữa? Em thích nấu ăn, rồi đi chơi với bạn bè. Khuyết điểm của em? Dạ cái này thì nhiều, em kể được nhiều. Rồi em bên kia nghe nha, khuyết điểm nè. Dạ em rất là hay quên. Thích những cái sở thích, ví dụ như hơi bạo lực một chút. Trời ơi. Ví dụ giống như bạn bè mà em cảm giác thân rồi, lâu lâu em ngồi mà thấy em im lặng là em đang suy nghĩ, tự nhiên em muốn cắn. Dạ. Em biết giống như nít mà người ta nói em bị ngứa răng vậy á. Ví dụ như giờ em thấy cái tay chị vậy đó, em cũng thích. Không, đừng thích tay chị, thích tay anh Nguyễn Linh đi. Bên đây cũng nổi da gà hết trơn rồi nè. Trời. Còn một số thứ khác thì nếu mà thân hơn thì em sẽ mới lòi ra phải không? Dạ, mới lòi ra được. Trời ơi. Giờ lòi nhiều quá, sợ bên kia sợ. Rồi em muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ, ba em á có nói là sau này mà quen bạn nào á thì công ăn việc làm ổn định, với lại phải là một người tử tế. Mà tính tình sao mà về ngồi nói chuyện được với ba em á. Vậy ba em là người như thế nào? Dạ nhưng mà nói chuyện được với ba em thì sợ hơi khó nói chuyện với em. Ủa là sao? Thì khó quá vậy trời. Cô này cũng rắc rối lắm nè. Dạ tại vì em với ba em tính tình nói chuyện cũng không hợp nhau mấy. Rồi bây giờ cuối cùng là em muốn là nói chuyện được với ba em hay là nói chuyện được với em? Dạ vậy, bởi vậy em muốn một người già nhưng mà trẻ. Thế hồi nãy giờ bạn nghe đó yêu cầu vậy, bạn nhóm chịu nổi không? Em nghe em thấy là muốn mà vượt qua cái giai đoạn đó là chắc không phải là bản lĩnh lắm. Nhưng bạn cảm giác mình phải là một người bản lĩnh không? Nhưng em thì em cũng khá là mạo hiểm. Mạo hiểm? Hy vọng có cơ hội để mà thử sức mình. Em có chịu đựng nổi những cái cú ngứa răng của bên này không? Dạ chắc không phải thử mới biết chị ơi. Em có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết giao tiếp với mọi người. Dữ gì vậy, sợ không? Thật ra thì con gái mà có dữ chút một chút vẫn hay. Vẫn hay đúng không? Dạ. Chứ còn hiền quá thì thường thường em cũng không có thích lắm. Không thích hiền?
Hồi đó thì tôi mới thấy người không thích thiền á. Trước khi chị qua bển, chị coi mắt cái mặt cái anh bên kia. Bây giờ chị hỏi em, bây giờ được hết trơn mà giờ nói chuyện với ba em không được rồi làm sao? Giờ ba em khó chịu cỡ nào, em nói sơ vậy ba em, chị nghe coi. Dạ không, ba em thì không có khó chịu, nhưng mà ba em là giáo viên, cho nên ba em nói chuyện giống như trẻ bây giờ họ hay, ba em hay nói dùng từ lắc sắc hay là sao. Ba em thích người điềm đạm này nọ. Dạ. Chị cũng đâu có đánh nổi gì đâu mà em làm chị căng thẳng cái gì rồi. Vậy em sao? Tính tình em hơi trẻ con một chút, cho nên đôi khi em hay nói giỡn giỡn với ba em cũng thích. Có nghĩa là giờ mà bạn trai mà vừa ý em là ba em cũng không thích luôn? Dạ vừa ý em là được rồi. Vậy phải không? Có nghĩa là ba em dẹp qua một bên? Dạ không có dẹp, nhưng mà giờ cũng ế ế rồi cho nên chắc cũng được. Thế như là em là ưu tiên một, còn ba em là ưu tiên hai thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi vậy thì để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Câu gì được hả? Thế mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à? Dạ. Mà nhiều khi em không cần nói với ổng luôn, chị chịu là được rồi. Dạ. Chị thấy được lắm luôn rồi đó nha. Ở bên này hơi khó em, nhưng mà dạ. Thấy sao không? Ta đẹp, ta có quyền. Dễ thương lắm. Dạ. Nha, ráng nha. Nửa già, nửa trẻ. Em thì nhìn mặt em cũng hơi già, nhưng mà tính cũng hơi trẻ. Nhau em già, chị thấy em cũng xứng với chị đó. Trời, trời ơi, nhanh tay lên nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Tôi không nói gì trơn. Đời xưa đến giờ tôi chưa thấy ai bà mai đi là mai người ta, xong rồi cua người ta luôn. Chỉ có cắt tường thôi, trời ơi là trời. Để tôi xem coi. Chào em. Em cao mét mấy? Dạ mét 55. Rất là xinh. Dạ. Ha, anh hỏi câu đó để anh qua để báo với bạn này. Tôi thành sao anh? Cao mét 55. Bạn còn mét 90 đúng không? Mét 76 anh. Em chắc cao rồi nha. Rồi, vậy thôi, chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ là cao mét 55 thôi. Dạ. Còn cái gì cũng được hết trơn á, dạ. Tùy bạn. Ha. Chị Tường cao mét 6. Đừng có chọn Cát Tường nha. Cát Tường để cho anh. Và bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn trẻ gặp nhau để coi các bạn ấy có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Để tôi coi tôi có còn cơ hội hay không. Kéo mặt lên. Không có cơ hội đâu. Rồi. Mời bạn. Trời ơi, không chịu nổi. Chào anh. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Em tên Khánh à? Dạ. Anh tên Quý. Dạ. Anh làm ở... Anh làm bên hãng xe Toyota. Sao anh không tặng Toyota cho em, không tặng bông? Anh thấy em nói chuyện với anh có sợ không? Cũng có cảm giác nhưng chưa cũng... Anh nghĩ là... Hơi sợ. Nói chung là anh không có sợ con gái lắm. Dạ. Hy vọng sau cái buổi này thì có cơ hội để mà... Có thể là mời em đi uống nước hoặc đi ăn gì đó. Dạ. Nghe ăn cái em thích quá. Vậy hy vọng một ngày đẹp trời nó đi ăn cùng em ha. Dạ. Hôm nay luôn đi chứ ngày đẹp trời nào nữa trời. Không đẹp em đi cũng được. Trời ơi. Còn gì đâu nói nữa. Thôi hết giờ. Mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Đã tìm thấy cái nút chưa? Và hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, nếu như chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. Bây giờ bà tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Bạn làm tôi hồi hộp quá à. Làm cái gì mà nhấn nút chậm vậy bạn trai? Chậm hơn hả? Ừ. Dạ. Tại em nhanh.
hả? Tại bên đây nhanh. Rất là vui khi hai bạn đã hẹn hò với nhau. Chẳng qua lúc đó đó chị nói như vậy là chị thử lòng anh này thôi, hiểu không? Giống như là ma quái xung quanh xuất hiện dụ dỗ này là. Nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn đến với em. Chúc hai bạn thử và bầu thử chứ rủ người ta ok cũng chịu luôn à. Anh nâng này cái gì mà chắc thường quá à. Sáng chú sáng hơi qua bên kia là cũng mệt. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Em tên là Trần Phan Hiển, năm nay em 28 tuổi. Hiện em là kế toán của công ty dược phẩm Glomed. Thì hôm nay em đến với chương trình này cũng mong là sự may mắn của anh Quyền Linh cùng sự duyên dáng của chị Cát Tường sẽ làm cho hai trái tim luôn màu hồng. Hay quá. Trời ơi, lưu loát hơn tôi với anh Quyền Linh nữa. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Thấy wow, thấy hy vọng rồi đó. Cát Tường, chào em. Dạ, hôm nay đến với chương trình em có món quà do chính tay em làm gửi tặng chị Cát Tường. Ồ, chúc chị Cát Tường luôn vui vẻ và luôn xinh đẹp. Cảm ơn em nha, rất là đẹp. Này là em tự tay làm đó hả? Dạ. Wow, ngoại hình rất là xinh xắn, dễ thương. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24. Tên gì? Em tên là Lê Tuyết Giang. Em đang làm đang là giáo viên mầm non. Chăm sóc các em cho nên là rất là khéo léo, thấy chưa? Một đóa hoa tự làm bằng tay rất là đẹp. Em có quà đó nha anh Linh. Có quà hàng chi cứ khen đẹp quá trời bên đây. Lỗi không có quà vẫn đẹp trai. Bạn rất đẹp trai, hào hoa phong nhã. Trời ơi, chưa thấy ai đẹp bạn hết trơn á. Thấy dữ chưa? Em cũng có quà cho anh Quyền Linh nữa mà. Ha vậy hả? Từ từ là trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá em ơi. Quá trời dễ thương luôn vậy. Anh thiệt tình á. Đẹp trai thế này, hào hoa phong nhã thế này, làm kế toán cũng có tiền vô rất là nhiều, ra vô nhiều. Nhưng tại sao lại chưa chọn cho mình một cái đối tượng đặc biệt? Dạ tiền đi ra thôi anh, chứ không có đi vô. Đi thôi đúng không? Chi thôi, không biết chi thôi. Nhưng mà tại sao không có tìm cho mình một cái đối tượng đặc biệt? Dạ tại thứ nhất là vì bây giờ thì thời gian em đi làm nhiều quá, có nhiều hôm về tối quá cũng không có thời gian hẹn hò. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngặt cái cũng chưa được mua được nhà trong Sài Gòn nên cũng hơi ngại. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Bình Định, miền Trung anh. Em khéo tay như vậy thì chị nghĩ là em chắc là còn nhiều cái biệt tài, tài lắm phải không? Còn cái tài năng gì nữa em tự giới thiệu mình luôn đi. Biệt tài thì nói chung là mọi người cũng công nhận em khéo tay. Em có thể làm được một số món đồ handmade chẳng hạn. Ví dụ như theo thùa những cái đồ trang trí trong nhà gia đình vậy đó. Nấu ăn chắc cũng ngon lắm đúng không? Cái này em cũng chia sẻ luôn. Em gái em là đầu bếp nhưng mà em nấu ăn thì cũng không ngon lắm. Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi hả? Dạ. À, em quê ở đâu nè? Dạ em ở Đồng Nai. Rồi. Đồng Nai trên đường đi Bình Định luôn. Đó, đi đường đó cũng là một Bình Định cũng rất là gần. Thôi, coi chàng trai Bình Định của tôi nè. Sở trường, sở đoạn bằng như thế nào? Giới thiệu cho mình ghi nghe luôn. Dạ có thể sở đoạn của em là không được khéo tay. Không được khéo tay. Nên mong muốn một bạn nữ bên kia khéo tay. Bạn kia làm hoa rất đẹp, dạ. Tôi biết rằng làm hoa rất đẹp rồi. Dạ. Rồi. Ở trường thì hồi xưa đi học là cũng biết viết văn chút chút bên này. Biết văn. Dạ. Làm văn mấy điểm? Dạ là văn thì 8-9 điểm. 8-9 điểm. Dạ. Có hay viết thơ tình đâu? Dạ không, em chỉ viết văn thôi, còn thơ là em không có biết. Em có yêu cầu gì về bạn trai em mà về ngoại hình không? Con người mình á khi sinh ra không có ai được lựa chọn về ngoại hình cả. Em chỉ cần người đó là biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Rồi nói chung là về tính cách tốt là được rồi. Nãy giờ bạn nghe bạn gái nói bên đó bạn cảm nhận thế nào? Dạ thì cũng có xong suy nghĩ là người bạn em sẽ kiếm là như vậy. Nhưng mà sở thích của bạn về người bạn gái của bạn là như thế nào? Sở thích của em thì cũng như bạn kia thôi. Là em không phải là người cổ điển quá, nhưng mà theo em quan sát thấy á, là con gái là để tóc dài vẫn đẹp. Nên em thích là người con gái tóc dài. Mà nếu mà cái nét duyên dáng, cái má lúng đồng tiền như chị Cát Tường bên kia thì càng tốt. À, vậy là được quá hả? Cảm ơn em nha. Bên đó bây giờ chị hỏi em nè, em có không thích cái gì không? Không thích cái gì ở bạn gái của mình? Thứ nhất là không thích là đừng có ghen quá chị ơi. Với lại cũng đừng có cằn nhằn, cũng đừng có nói nhiều quá. Đó là tính cách em không. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà ghen vừa vừa thôi chị, ghen nhiều quá em sợ chị ơi. Maximum khả năng của em có thể chịu đựng được cái cơn ghen của phụ nữ là như thế nào? Đừng có cào cái gấu bứt xé là được rồi. Cắn được không? Không cắn, cũng cắn đúng chỗ vậy, chỗ không cắn được cắn chết chết em luôn chị ơi. Rồi, cho chị xem. Cho chị. Quá lịch thiệp, em rất là chuẩn men, chị rất là thích. Cũng như ai kia. Chê ai kia hả? Được lắm em, rất là được. Lỗi à, ai kia cũng được lắm à. Đó, cũng là lộng lẫy lắm à. Đây, đây. Sao? Hợp thời trang. Khéo tay. Khéo tay hay làm? Tử tế, nhẹ nhàng, bay bổng. Được mà.
hợp. Tôi nghĩ rằng cũng gì rất là dịu dàng ha, hơi hiện đại chút xíu. Còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy bây giờ kéo màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Và 2 phút bắt đầu. Xin mời. Wow. Dạ, chào anh. Wow. Wow, đầu tiên là thấy được rồi đó. Wow. Hôm nay đến với chương trình á, em có làm một cái ống cắm bút để tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em có làm 2 cái móc chìa khóa gửi tặng anh Quỳnh Linh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chuyện với nhau trong 2 phút. Dạ. Hiện giờ là em đang sống ở Đồng Nai cùng với gia đình luôn hả? Nhà em ở Đồng Nai, còn em với em gái em thì ở Gò Vấp. Em đi làm ở Tân Bình. Khi kéo màn lên rồi em thấy anh sao? Có điểm nào lọt vô cái mắt xanh của em chưa? À, anh có một nước da trắng. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Em có ngại khi quen người con trai miền Trung không? Ba em người miền Trung. Em có muốn hỏi anh điều gì nữa không? Anh hay về quê không? Thì khi nào mà dịp lễ nghỉ nhiều thì anh về. Còn Tết là phải chắc chắn phải về rồi. À. Thì hy vọng dịp 30 tháng 4 này nếu em đồng ý thì anh có thể mời em về Bình Định. Dạ. Dạ. Về cái nút đỏ đâu có cần nữa đâu. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Chúc mừng Bình Định đến với Đồng Nai.